Tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tình trạng đổ trộm rác ven đường sông đang trở nên phức tạp. Dù dọc tuyến đường treo chi chít biển cấm, rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng và đồ dùng hỏng bị bỏ lại bừa bãi, tràn cả xuống đường, gây mất vệ sinh và làm xấu đi cảnh quan khu vực. Theo người dân sống tại đây, bãi rác thải tự phát này đã tồn tại suốt nhiều tháng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Người trong làng, trong xóm thì cái đấy họ vứt rác ở đấy thì nó có cái mùi ô nhiễm lắm. Hôm là có xương sẩu linh tinh, có mùi ô nhiễm ở đấy. Có biển cấm nhưng mà thực ra là cái ý thức của dân mình thôi, chứ còn thực tế thì là đi qua thì người ta thấy rác thì người ta cứ vứt vào đấy thôi. Tương tự tình trạng trên, tại phường Lĩnh Nam, tình trạng đổ trộm rác thải diễn ra tại nhiều tuyến đường. Theo tìm hiểu của phóng viên, thay vì chờ đợi dịch vụ thu gom rác đến, một số người dân ở khu vực khác đi qua tiện thể cũng vứt tại đây. Đáng nói, bãi rác tự phát này chỉ cách sân chơi của trẻ em khoảng chục mét. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn trở thành nơi sinh sôi của các loại côn trùng và vi khuẩn gây bệnh, đe dọa đến sức khỏe của những người dân xung quanh, đặc biệt là trẻ em. Tôi ngồi bên, tôi bán hàng nước ở bên ý nên tôi đục hết sạch sẽ. Xong tôi để bàn đến ra cái giòn phút, tôi đứng đấy một cái giòn phút qua mặt. Khó chịu lắm nhưng mình không có quyền nói, mình không có quyền nhắc, mình nhắc người ta ở cái chỗ này, chỗ khác. Nhưng hiện nay thì trên địa bàn phường thì nhiều, có khi nhiều hộ gia đình là không theo cái giờ dẫn vứt rác. Do vậy là cứ tiện đâu là người ta bỏ rác ra đầu ngõ. Do vậy là cái công tác vệ sinh môi trường là gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều khi vứt rác ra xả thải lung tung ra địa bàn cũng đã nhắc nhở nhiều. Tuy nhiên mà để chứng minh cái việc đấy thì nhiều khi rất là khó. Muốn xử phạt người ta thì chúng ta phải có những cái bằng chứng cụ thể. Do vậy chúng tôi vẫn cố gắng làm tốt cái công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường cũng như là trong các cái buổi họp tại khu dân cư. Việc đổi trộm và vứt rác thải tự phát thể hiện sự thiếu ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường sống. Đồng thời cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát và áp dụng các biện pháp xử phạt theo quy định của pháp luật.